Sáng nay, phiên chợ Sâm Ngọc Linh và hàng nông sản dược liệu lần thứ 56 của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chính thức diễn ra. Tham gia phiên chợ có 60 cơ sở kinh doanh và bà con ca rong, xê đăng của 7 xã trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My. Ước tính có gần 100 kg sâm Ngọc Linh tươi được chào bán tại đây. Giá lá sâm dao động từ 10 đến 12 triệu đồng một kg, hoa sâm từ 15 đến 17 triệu đồng một kg, hạt sâm từ 80 đến 100 triệu đồng trên 1.000 hạt, sâm tươi từ 65 đến hơn 220 triệu đồng một kg tùy loại. Phiên chợ kéo dài đến hết ngày mùng 3 tháng 8.